Hello anh em, lại là em Thiện đây. Hôm nay vườn em nở một cái cây đỏ tím, cây đỏ tím luôn. Mời anh em mình cùng ngắm hoa. Đồng thời sau khi mà ngắm xong hoa tím, em sẽ chia sẻ cho anh em cái chậu đỏ tím này nha. Tím này, cho nó dựa chứ nó nặng một góc quá. Dựa xong tới nó giới thiệu. Rồi thì hôm nay em sẽ lên 5 chậu cho anh em mình sưu tầm. Gồm có cây VIP, có cây tầm trung vẫn có luôn anh em nha, cây bình dân vẫn có luôn. Rồi bây giờ cụ thể từng cây nha anh em nha. Cây đầu tiên em muốn chia sẻ cho anh em đó là cái cây thọ VIP. Thọ VIP này thì gồm 3 thân. Thì cái thân mẹ này đã khai thác một hướng rồi nè. Đây, thân mẹ đã khai thác một hướng rồi, đang lên một cái mầm ổn định đi rễ. Cái mầm này thì đang mở lá luôn. Cây khỏe đây nè, thọ VIP đó, cây này tầm 4 cm. Hiện tại là trong cái giới thỏ thì có cây chớp thỏ VIP này là nói chung là bông to đó, màu sắc rực rỡ, nó đẹp tông màu vàng. Còn mấy cây thỏ như thỏ xưa, thỏ vàng cũng là chớp luôn, nhưng mà hoa nó không to, hoa nó nhỏ anh em nha. Chỉ có cái dòng này là hoa to nè, nên mới gọi là cây thỏ VIP, chớp sâu tông bông bự. Rồi cái thỏ VIP này em muốn chia sẻ cho anh em với giá là 290k cho một chậu gồm 2 thân và một cái mầm tơ. 2 thân là cái mầm tơ này đang còn mở lá tầm 4-5 cm, chỉ có 290k thôi, giá này rẻ cho anh em mình sưu tầm. Em vẫn có cây bự, anh em mà thích cây bự thì cứ liên hệ em nha, em sẽ chụp hình gửi qua Zalo. Rồi tiếp theo cây em muốn chia sẻ cho anh em đó là cây pin cánh bầu. Pin cánh bầu là một dòng chớp 3 biên của bình dân nha. Hiện tại bữa năm nay là bắt đầu là xu hướng là chớp 3 biên lên ngôi, anh em họ sưu tầm rất là nhiều luôn. Thì trong đó có cái dòng pin cánh bầu này giá thì vẫn còn rẻ bởi vì nó là cây chớp bình dân. Còn mấy dòng 3 biên như cây TX nè, Blue Star nè, Sweet On thuộc mấy cây đó toàn là vài triệu không anh em nha. Pin bầu này thì vẫn còn rẻ. Rồi cái pin cánh bầu này là một cọng tơ thì gồm có 6 cm. Cọng tơ gồm 6 cm. Rễ đây thì anh em khỏi nói luôn, rễ tùm, rồi đầu rễ xanh ra quá trời luôn, rất là đẹp luôn. Cái pin bầu. Rồi pin cánh bầu này là muốn chia sẻ cho anh em với giá là 350k nha. 350k một dòng chớp 3 biên bông to, rất là đẹp luôn, pin cánh bầu. Rồi cây thứ ba đó là cái cây đỏ tím. Đỏ tím đang ho luôn anh em. Chậu này thì gồm có 5 thân đã đang ho luôn nè, cho anh em mình cùng ngắm nha. Cây đỏ tím nè, đỏ tím với cây hồng sóc pháo thì nó không rất khác trong mấy đâu anh em ơi. Cây đỏ tím á thì cái mọc bông của nó là nó bầu và nó bự hơn. Đặc biệt là muốn phân biệt là anh em nhìn thấy cái cuốn hoa này, cái cuốn hoa của nó đỏ đỏ nâu nâu thì đỏ tím, mà cái cuốn hoa của nó màu xanh á, hoặc là cái hồng sắc pháo, và thân của cây đỏ tím á nó đỏ này nè, nó có sọc đỏ nè, dễ nhìn biết lắm. Mà thân thủ cây đỏ tím lúc nào cũng gọi là nhức nách luôn. Cây hồng sắc pháo thì dễ bệnh với cây đỏ tím anh em coi đó. Cái chậu này là thân lá này thì chậu này thì gồm có 5 thân đều zin luôn nha, 5 thân đều zin luôn, chưa khai thác thân nào hết. Cọng này thì khoảng tầm 35 cm, này là khoảng tầm 30-32 cm. Thì nó dài quá nên là em cũng không đo luôn, đã hơn găng tay của em mà đo cho anh em mình thấy. Rồi cái chậu đỏ tím này là anh em nào muốn chơi tác phẩm, làm lấy chậu phôi này về bỏ chậu gỗ thì 5 thân này mốt sẽ chia sẻ cho anh em với giá là 2,1 triệu. Dạ 2,1 triệu thôi là anh em có một cái chậu 5 thân đỏ tím, cây nó khỏe nè, trời ơi nè, cây rất là khỏe luôn. Về anh em chỉ có là bỏ vô cái chậu gỗ là làm tác phẩm, năm sau có hoa ngắm bao la, đang nở lứa đầu luôn nè, đó đang hoa, nên là đang có hoa sẵn chia sẻ cho anh em luôn, cho mình sưu tập. Này thằng mà đây nhỏ nhất này, nó cũng tầm 18 cm, 10 cm. Thằng bên đây lá là khoảng tầm 16 cm. Còn đây anh em thấy đó, quá rẻ luôn đó, giá có 20 mấy thôi mà anh em có một cái chậu đỏ tím này về chơi rồi. Rồi tiếp theo cây thứ tư em muốn chia sẻ cho anh em một cây này, là dòng này là lâu lâu em mới lên nha anh em nha. Đó là cây pin biên hòa.
pin băng hò là một dòng VIP mà hò rất là đẹp luôn, bông rất là to, to ra cỡ này luôn. Cái dòng này thì hiện tại bây giờ anh em đang ngủ giống nè, chưa xuất nhiều đâu, sắp tới sẽ có một cái đợt biến động. Không biết phải là có em hay không, mà hiện tại bữa giờ là những anh lớn đang đi gom để ủ rồi sau không biết nữa, bởi vì hò này rất là đẹp đó. Vậy thì cái cọng pin viên hò này là zin luôn, zin khoảng tầm 13 cm rưỡi, cây này là 13 cm rưỡi, là em cắt kỳ nè, nó hai cuốn hò nè, ba cuốn hò, là bắt đầu dưới đây lên một cái kỳ trên đây em cắt luôn nguyên thân luôn mà là chậm xuống zin luôn, chưa khai thác ra. Cây pin viên hò hò rất là đẹp luôn. Rồi chia sẻ cho anh em 350k thôi, 350k bao ship cho anh em luôn. Cây pin viên hò hò rất là đẹp, to to cái này luôn anh em. Rồi cây cuối cùng em muốn chia sẻ cho anh em cũng là một cái cây VIP luôn anh em nha, Red Bull Thuận. Trời ơi, bữa giờ rầm rộ luôn, cứ lên cây nào là anh em quốc cây đó, đến nỗi mà anh em nhắn tin còn hỏi thêm nữa. Vậy ông nói nay em có một cái khóm gồm 2 thân đi, 2 thân còn lá, và một cái thân này đã khai thác một hướng rồi nè, đó anh em coi, đã khai thác một hướng rồi. 2 thân này đang sưng một cái mầm, trời cái mầm đi rẻ nè, quá đã luôn. Red Bull Thuận hò rất là đẹp luôn anh em nha. Hiện tại bây giờ là cái dòng Red Bull này là đang xu hướng anh em họ đi săn lùng đó, bông to. Anh nhìn cứ anh em cứ hiểu đơn giản là bây giờ mấy cái dòng sao kia mua không nổi thì giờ mua cái dòng này để chơi thôi, chứ nó ho nó đẹp, nó cũng không có thua kém gì mấy anh kia, do mấy anh kia hiếm quá nên năm ra mấy ảnh đưa giữ giá đôn giá, còn mấy anh này thì gọi là không có nhiều trên thị trường, so với vàng nó xưa nó rất là ít, vàng nó xưa bây giờ là quá nhiều luôn rồi. Rồi 779k cho một cái chậu Red Bull Thuận, 779k Red Bull Thuận bao ship luôn cho anh em, rất là rẻ luôn đó. Khóm đó nó cái thân mà bự nhất hiện tại bây giờ là khoảng tầm 4 cm, rất là mập luôn, nên lên một cái mầm tầm 2 cm. Rồi thì hôm nay em múc lên 5 cây cho anh em mình sưu tầm, có một cái cây đỏ tím chậu tác phẩm và cây pin biên hò, cây Red Bull Thuận. Anh em nào nào yêu thích cái chậu nào thì cứ gọi điện họ là nhắn tin qua Zalo cho em nha. Rồi em chào tạm biệt anh em, chúc anh em một ngày mới vui vẻ.